Nè anh em, đây là cảng cá Quỳnh Trường nè anh em. Gọi chung là cảng cá Cửa Bé. Đó, bến cá Cửa Bé. Nhìn rất là rộng lớn, quá nhiều quay gian cá chuyên về các cái chuyên về cá chợ anh em. Mấy gian loại này, mấy gian. Hồi nãy mình thấy là tập trung hồi sáng là tập trung rất là nhiều. Rất là nhiều mấy cái gian hàng này là buổi sáng tập trung rất là nhiều các cái loại cá mà. Cái chợ ba loại cá xuất khẩu cũng có. Tầm này là khoảng 8 giờ gần 9 giờ rồi. Cho nên là cá người ta nào chuyển đi đến phân phối các cái khu chợ nhỏ lẻ hết. Đó, phía bên kia là cảng Hòn Rớ nha. À, phía xe xe ngay chỗ cái nhà máy màu đỏ với màu xanh đó, là cảng Hòn Rớ này bị rèo lại thôi. Nhiều này nó nhiều gian hàng lắm đó. Đó. Ồ, cái hố nè, hố hố con dễ sợ. Đây có hố nữa nè, hố con to, hố xuất khẩu. Để thu nè anh em. Cảng này cảng cá chợ, cảng cá chợ lớn cơ. Cá chợ đã đi phân phối các chợ là tập trung ở cảng này. Chính còn cảng bên Hòn Rớ là cảng cá sĩ. Này có cái cơm xăng. Cô này còn kéo với tôi, ta kéo câu rồi con. Kéo câu con. Này ra phía bên ngoài. Bên này làm đường lại nhìn khác quá. Ngày xưa cái cảng cá này nó chật hẹp lắm. Bên này làm đường lại nhìn thoáng rộng. Giờ mình đi bộ lên ở trên cái đường chính của nó, mà cái đường mà trục đường Võ Thị Sáu kéo dài xuống á. Mình đi chợ tí xíu. Mình dép quần cái đoạn đường xuống đây, không biết đoạn đường nó tên gì, nhưng mà cái nối đường của nó đi lên trục đường chính trên Nha Trang là đường Võ Thị Sáu. Ngày xưa con đường này rất là hẹp, nó không có rộng thoáng xe tải rồi vô như cỡ này, hẹp lắm. Đó, bây giờ đi ra cái trục đường chính của đường Võ Thị Sáu nè anh em. Biết cái đoạn nối dài đây nó cũng là tên Võ Thị Sáu luôn. Giờ mình đi tìm. Bên đây không thấy ai bán rau hết ta. Bên đây đi tìm cái chị bán rau tí xíu. Mấy bà bán rau bên đây tập trung ở đâu vậy chú? Chờ dọc đường đây bên đây không bán nữa. Dọc đường hồi giờ ai bán rau? Thì hồi chưa làm đi cảng đi nó bán mà. À, hồi chưa làm cái đường chính lại đây nó bán dập đi quá trời. À trời, từ khi đó tới giờ tao dọn cái chợ nè cháu. À chợ lên đây xe không? Ở trên Võ Thị Sáu luôn hả? À, ở trên phường đó. Xe không đi bộ tới không? Đi bộ lên xíu mua ít rau. Mày đi ra Bắc Sáu nữa nè, đã là đi bộ thôi, quan trọng là xe cho mau với chứ còn. Dạ dạ. Mình đi bộ lên đây tí xíu. Bởi vì vừa đi bộ vừa quan sát luôn cũng được, cũng vui. Chưa nôn cho nên đi bộ lên đây tí xíu. Hình như ở đằng kia sao, ở đằng kia thấy tập trung có nhiều người đứng dựng xe mua bán nè. Trục đường Võ Thị Sáu này bữa nay làm lại mới hết.
đường đi vô cạn ké là làm lại mới là hoàn toàn rồi. Còn đường quả thì xấu, đường mà nói dài từ trên Nha Trang đi xuống là hôm nay là làm mới là hết hoàn toàn. Ngày xưa là dọc hai bên này là rau người ta bán dọc rất là nhiều, nhưng bữa nay hình như là phường không có cho, họ bắt buộc phải tập trung ở một cái khu chợ nào đó. Như chợ trên này thấy có treo móc quần áo rồi sao ấy. Chị cho hỏi mấy gian hàng rau bữa nay tập trung ở đâu hết rồi chị? Chợ xe không? Đi lên đi bộ lên nữa xe không? Dạ. Nhớ là đi lên đoạn này có cái khu kia đường mà quẹo ra cái khu gọi là cái khu tái định cư của nó, nhưng mà hiện tại là mình không biết cái khoảng cách đi lên tới đó nó bao xa, thôi đi đại thôi. Dạ. Cho hỏi đi lên tới chợ gần tới lên thẳng quẹo phải. Dạ. Có rau thơm không cô? À. Trời ơi, chợ bên đây giờ chi xe dữ thì bộ không chết luôn á. Rồi, nhiêu đó à? Trời ơi, chợ giờ đi bộ cuồng chân luôn á. Chợ nè anh em. Nay chợ tập trung lên trên này quá xa. Đó, giống như nãy mình đón nên đi ra cái khu mà khu mới nè, khu hồi tái định cư ra khu ngoài này. Đây anh em, lúc nãy mình mua nè, mua đồ đạc trái cây với ít rau nè. Giờ tìm ông xe ôm nào chạy xuống chứ. Xe quá đi muốn xỉu.